Hiện nay để tăng cường hệ miễn dịch thì chăm sóc sức khỏe với nắng chỉnh cột sống ngừa cúm cũng là một biện pháp được nhiều chuyên gia, y bác sĩ trên thế giới khuyến cáo nên sử dụng. Đây cũng là một phương pháp trị liệu hiệu quả giúp bệnh nhân có khả năng tăng cường sức đề kháng, chống chọi lại các bệnh cảm cúm. Theo đó, phương pháp nắng chỉnh cột sống do phòng khám Maple Healthcare giới thiệu phù hợp với người từ 50 tuổi trở lên và cũng an toàn hiệu quả với mọi đối tượng từ trẻ em, thanh thiếu niên, người mang thai đến người lớn tuổi. Nắng chỉnh thần kinh cột sống không chỉ giúp bệnh nhân đẩy lùi những cơn đau nhức khó chịu mà còn có tác dụng kích thích hệ thần kinh, tăng cường các chức năng hoạt động trong cơ thể, từ đó nâng cao hệ miễn dịch. Theo thống kê từ các tổ chức y tế, đối tượng có sức khỏe kém, hệ thống miễn dịch yếu sẽ dễ mắc bệnh COVID-19, trong đó nhóm độ tuổi từ 50 trở lên chiếm đa số. Đồng thời, việc học sinh được nghỉ học kéo dài đang gây ảnh hưởng lớn và xáo trộn nếp sống của nhiều gia đình. Ông bà cha mẹ phải dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc con cháu, dẫn đến các vấn đề đau nhức xương khớp trở nên nghiêm trọng hơn. Đây là đối tượng cần được quan tâm đặc biệt hơn về sức khỏe trong thời điểm này. Hiện Maple Healthcare đang có chương trình ưu đãi, miễn phí thăm khám, giảm 50% phí nắng chỉnh cột sống dành cho khách hàng từ 50 tuổi trở lên và áp dụng chương trình này cho lần điều trị đầu tiên. Chương trình ưu đãi kéo dài đến hết tháng 3 năm 2020.